Hôm nay chúng ta làm món cánh gà chiên nước mắm nha. Gà chay nha quý vị. Chay chiên nước mắm. Khi nhà Đức vô trong bếp sắp xếp cho mấy cô đi tu bớt hết rồi. Mình nghĩ ở trong chùa mà qua năm suốt tháng không lên chánh điện với mấy cô mới vô chùa, không lên chánh điện thì giết chắc rớt quá, mất huệ mạng. Nên từ gần 20 người Nhân Đức lấy 7 người mình xuống mình nấu rồi sắp xếp cho nó gọn, chừng 7 người thôi để cho mấy cô đi tu. Cái bữa nay gần cái chục người này đi tu, mai gần cái chục người kia đi tu, mình lấy 7-8 người để phụ Nhân Đức thôi, để cho mấy cô vừa làm công quả được mà vừa có tu tập. Như nãy vì thấy Nhân Đức đi xuống nhà bếp một cái trước nhất phải niệm Phật rồi mới vô nấu ăn đó, nên quý vị cũng nên tập. Và bất cứ nghề gì, công việc gì, mình phải niệm Phật xong mình mới làm việc. Còn trong cái lúc làm việc thì cố gắng đem máy niệm Phật. Nên hôm nay Nhân Đức sẽ ốp cái món cánh gà chay chiên nước mắm, để chiên nước mắm ở dưới lót xà lách cà chua, chiên rồi xong rồi cắt để lên trên dĩa đãi đại chúng sáng nay. Thì coi như Đức ốp cái gì ha. Chúng ta ốp cũng muối với bột ngọt để mình chiên. Mình chiên xong rồi mình mới ấy nước mắm. Mắm ngon là làm ngon nha. Nước mắm với đường. Rồi xong mình bỏ đường vào nước mắm, mình quậy đều lên hết cho tan đường ra. Rồi mình ấy dầu với nấm cho nó thơm. Xong mình đổ vô chảo. Rồi xong mình mới đổ cái gà mà một chút mình chiên nè. Đổ vô mình lấy cái sạn rau đũa mình ấy đều lên. Rồi khi cho nó rút vô trong cái cánh gà hết nè, còn dầu không thì lúc đó trở thành cánh gà chiên nước mắm rất là thơm. Món này vì làm đồ chay cho gia đình quý vị ăn cũng rất là ngon nha. Đây là Đức ốp. Ốp xong thì Đức trộn lên. Xong trộn lên. Nấu ăn cũng là niềm vui lắm quý vị. Nên người phụ nữ nên là biết nấu ăn. Mình biết ăn ngon thì mình phải nấu ngon. Nấu ăn cũng phải yêu nghề nha. Không yêu nghề thì không nấu ăn được. Mời đẹp. Cái người nấu ăn cũng thập được cái tính tỉ mỉ quý vị. Tại vì nấu ăn mình phải thích tỉ mỉ, ăn thì phải để ý. Đi đâu ăn cũng để ý cái món ăn sao. Hồi xưa mà thích nấu ăn mà đến mức mà khi đi đâu ăn ưa cầm theo cuốn sổ nhỏ, ăn xong cái ghi công thức lại sơ sơ, về mình mới làm, mình tập từ từ. Từ món không muốn xào đâu, ăn xong cũng để ý. Như là mấy món đồ ăn nhanh nó thấy người ta làm á. Nên là nấu ăn cũng là một cái việc mình phải thích. Tại vì sao? Vì mình nghĩ mình nấu món đồ ăn cho ta ăn mà ngon á, người ta vui lắm. Phật dạy mà có thật có bậc được đạo. Nên mình mà biết nấu ăn cũng là độ sanh dễ. Nấu cho người ta ăn ngon nên người ta cũng mê mình. Lúc đó mình mới giảng dạy cho người ta. Những đứa cũng lợi thế, ngày xưa mình cũng nấu ăn nên giờ mình cũng nấu này kia được. Nên nữ mà không biết nấu ăn thì cứ như là thua. Khó có một gia đình hạnh phúc. Tại vì mình không lẽ đi làm có tiền nhưng mà cứ ra quán ăn ăn hoài nó cũng không đặc biệt. Nên tại sao ta nói một gia đình, vì gia đình nó có cái ngồi ăn cơm chung với nhau để mình chia sẻ nhau nghe những cái mà đi làm việc nặng nề buồn phiền rồi cởi mở. Còn cứ ra quán ăn không rồi giết nó mắt gia đình. Nên nấu ăn nghề dạy nghề, tại vì mình nấu được cái này mình sẽ nấu được cái kia, quan trọng lắm. Nên thêm cái nữa là
khi mình nấu ăn mà mình biết tu á, cái tâm mình quan trọng. Mình nấu cái đồ ăn nó âm hưởng cái đồ ăn. Nên nhà Đức nói câu này thường xuyên là khi nấu ăn nó phải tâm trạng vui vẻ. Mà muốn tâm trạng vui vẻ phải niệm Phật nghe. Xung quanh nhà bếp mình những Đức bắt niệm Phật đều hết. Nên lúc nào cũng đeo máy niệm Phật, tâm trạng mình nó vui. Khi mình nấu ăn đặc biệt lắm. Nó nên nhà Đức giờ ốp cái món này giống như nó giả thôi quý vị, đồ chay mà nó giả thôi. Mình phải làm lại. Nên từ hôm nay nhà Đức sẽ thường ra những cái video nấu ăn để quý vị coi, rồi xem chúng ta cũng học tập với nhau. Những video này nó cũng vui, quý vị, gần gũi nhân sinh. Nhiều Phật tử coi cũng thích. Nên những Đức vừa nấu ăn được mà cũng vừa đem tịnh độ chia sẻ cho quý vị. Vì cái việc mà nấu ăn thì ai cũng sẽ phải nấu để mới có cái món ăn để ăn chứ. Nên là nấu ăn mà để truyền tải tịnh độ thì hay. Tại vì trong cái nấu ăn thì mình niệm Phật. Rồi nhiều người thì người ta nấu ăn để máy nghe Pháp, như Đức ta nghe được luôn á. Nên cái thời gian nấu ăn, cái người nấu ăn đặc biệt nhất là đừng hối hả, đừng gấp gáp. Người mà nấu ăn mà hối hả gấp gáp thì một là dễ phỏng, hai là dễ sân si. Nên nấu ăn nấu từ từ để tâm trạng thoải mái. Khi tâm trạng thoải mái thì những món đồ ăn mình giống như mỹ vị đó. Còn nếu như tâm trạng mình bực bội sân si là nấu ăn ra chất độc. Phật nói trong kinh mà, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Con người mà tâm bực bội khó chịu thì đồ ăn mình nấu ra độc địa. Có người mà tâm trạng không ổn định, nấu đồ ăn ra mình ăn không ổn định. Còn có người mà ổn định là ta nấu đồ ta ăn ra mình ăn ổn định. Ngày xưa chùa chiền người ta lựa những bậc cao tăng nấu ăn. Có ở Trung Hoa mà có Phật A Di Đà. Ngày thể hiện là người tăng trong nhà bếp nấu ăn. Nên từ nơi đó mà cái việc nấu ăn là việc rất quan trọng để ổn định chúng. Nên nhà Đức thấy khi nhà Đức xuống đây nấu ăn mấy cô thấy rõ ràng không? Cái số lượng chúng ta 15-16 người làm trong bếp, gần 20 người. Và chúng ta giờ còn có 7 người. Bao nhiêu người người ta lên để nó tự tu. Việc này nó quá ý nghĩa. Người ta đi tu mình làm để nó xứng đáng. Nên như Đức nói là tuyệt đối không thể nào phí phạm nhân lực, không thể nào phí phạm tài lực, không thể nào phí phạm sức lực. Vì mình phí phạm những thứ đó mình sẽ mắc. Tồn động lại thì mình thừa. Thừa thì mình chia cho người ta nhiều. Càng chia thì càng nhiều. Nên những Đức nói rằng là mình là người tu, nó tích từng chút, từng chút, từng chút, từng chút để thành công cho mình. Nên cả nhà quý vị thấy như Đức ốp nãy giờ xưa cách gà chiên nước mắm, ngày nay làm cách gà chiên nước mắm. Một chút chiên xong rồi ra dĩa rồi cho quý vị thấy. Quý vị ở nhà cũng tập làm, công thức làm dễ lắm. Cánh gà mình ốp lạnh mình mua về phải không? Ấy cho nó bình thường như hết đi. Để trong một cái nhà thì chiên vài cánh thôi, ốp. Muối đường với muối với bột ngọt ốp cho nó ấy, xong mình chiên lại rồi như nãy như Đức nói vậy đó, ăn cho ăn miếng nước mắm ra với miếng đường quậy cho đều, xong rồi lúc đó quý vị bắt lên chảo phi dầu với nấm cho thơm, xong rồi đổ nước mắm đường vào quậy đều tán đều ra, xong rồi bỏ cánh gà đi lăn chừng nào mà cái nước mà đường với nước mắm nó thấm đều vô cánh gà là xong món cánh gà chiên nước mắm. Và rất là thơm nha. Món này ngày xưa những Đức làm cũng ngon, bây giờ không biết làm sao. Nhưng công thức mình làm thì mình biết. Vì nhớ trong lúc làm việc luôn luôn niệm Phật. Trong lúc làm việc luôn luôn niệm Phật. Và con người vui vẻ an lạc. Quy tắc nấu ăn trong Phật Pháp dạy điều đó rất quan trọng. Đó. Khi làm mà nấu ăn mà lỡ mà người ta chê mình cũng đừng buồn, vì rút kinh nghiệm. Khi người ta khen mình cũng đừng quá vui, vì sao? Vì người ta sẽ chê mình. Giống nấu ăn giống như làm dâu chăm họ đó. Bao nhiêu người thích thì cũng có những người ta không thích. Ông mà nói ông biết nấu ăn cũng hay. Tại vì lâu lâu mình ở ngoài đời nấu ăn cho vợ ăn cũng vợ cũng thương nhiều. Với mình cũng biết được cái khó khăn người ta nấu bữa ăn cho mình ăn. Chứ không mình ăn không mình đâu biết là khó khăn, tưởng đâu mà mình đi làm kiếm tiền mới dữ dằn, còn nấu ăn là chuyện đàn bà con gái tầm thường quá. Nhưng mà không có đồ ăn chắc mình cũng bỏ mạng, cũng đói cũng chết.
nên là đàn ông biết nấu ăn cũng hay nên tập nấu ăn, đàn ông nên nấu ăn. Đúng ra mỗi tháng mấy ông đàn ông có vô bếp một ngày cho mấy bà vợ mới nằm chơi mới nghỉ ngơi cho người ta hiểu, giống như trong chùa tháng cho mấy cô nghỉ một bữa mấy chú nấu, đúng không? Đặt mình vào người thấy gì cũng có cái khó đó quý vị. Nấu ăn, giữ con, lau nhà, dọn nhà cũng khó. Nên tự nhiên là mình làm mình hiểu, nhưng mình sẽ thương vợ mình hơn. Chứ đừng bao giờ cho họ làm chuyện thấp bé, chúng ta làm chuyện lớn, thấy không? Bây giờ nhà Đức vô bếp rồi chỉ có 7 người nấu ăn cho vài trăm người thấy cũng xứng đáng cái việc. Thấy người ta đi tu hết trong lòng mình thấy cũng vui. Rồi chúng ta chuẩn bị chiên cánh gà quý vị. Phật vàng ấy, chiên vàng lên. Muốn chiên đồ mà ngon mà vàng là ớt một ngọt chút xíu, chiên nó vàng. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Di Đà Phật. Chiên mà cũng đừng có lửa nóng quá thì nó mau cháy. Cháy thì nó ác không ngon. Nên biết canh lửa là cái quan trọng người nấu ăn. Thấy chiên lên cái thấy hấp dẫn ấy vậy. Yeah. Cả nhà chúng ta cũng đói bụng ha. Nhìn cái cũng thích nha. À, quá hấp dẫn luôn. Nên bây giờ ông trai mà biết nấu ăn, nếu mà ngoài đời thì gái cũng thích lắm. Phải nấu cho nó ăn. Mê chứ gì. Nên những đứa trong chùa thì sao Phật tử ta thích. Tại những đứa biết nấu ăn. Nhưng mà biết nấu ăn sẽ biết sắp xếp ra nhiều cái. Tại vì trong cái nấu ăn nó là đa dạng. Người mà biết nấu ăn thì người sắp xếp nhiều thứ, biết nhiều thứ lắm. Tỉ mỉ á. Mình là nam biết nấu ăn biết chứ đừng có nấu ăn giết nó thành gái luôn kỳ. Nấu ăn giết mà nó yểu điệu như gái thì thua. Nhưng bây giờ thấy là mình là người biết niệm Phật. Tự nhiên trong cái việc gì mình cũng áp dụng cái tu hay ghê. Điều niệm Phật đó chứ. Đúng là câu Phật hiệu này hay thì Pháp Môn Tịnh Độ đặc biệt thiệt. Tại mình làm bất cứ việc gì mình cũng niệm Phật được. Mà khi mà mình niệm Phật rồi mình làm nó từ tốt. Làm nó nhẹ nhàng. Tại vì mình có niệm Phật mà mình không niệm Phật nó thô tâm nha. Quan trọng. Mà người mà đã làm việc mà thô tâm là thất bại, không bao giờ thành công. Bây giờ món cánh gà này bị chiên mà quý vị mà vô bị tức. Tối gì mà bị xào nó li lịa, nó bể banh chành. Chày chỗ te tu. Phải làm nhẹ nhàng. Như là thương hoa tiết ngọc. Thì tự nhiên chiên ra cánh gà chay mới được gì nguyên vẹn. Khai vô mà sớt li sớt lịa. Chắc nàng tiêu te tu tả tơ. Không có được tròn vẹn gì đâu. Nên mình nấu đồ ăn, món đồ ăn mình cũng như là thương hoa tiết ngọc, phải không? Được. Mình vớt cánh gà ha. Gà chay nha quý vị.
vì sao mà chúng ta ăn chay mà nhiều người người ta suy nghĩ cách người ta giả đồ mặn, quý vị? Tại vì cái chủng tử của mình ăn mặn nhiều đời nhiều kiếp nó nhiều quá, nên giờ tôi ăn chay ăn, nhưng mà thấy cái gì mà có hình của con vật á, tự nhiên mình bị thích, nên giờ mình dùng cái phương tiện gia đình mà người thân mà mới ăn chay á, cũng nên làm những cái hình giống tương đối con, cái đồ có giống mặn cho họ ăn cho họ quen, để trưởng dưỡng lòng từ họ từ từ đi, rồi sau này họ ăn chay sao cũng được. Thấy không, khi mới ăn chay á mà mình còn phi hành tỏi đồ, kệ có phi đi, hành tỏi còn đỡ hơn là sát sanh. Biết rằng là ăn chay trường thì không có ăn ngũ tăng trong chùa chiền, nhưng mà mình ở nhà thì người ta mới ăn chay, mình có phương tiện cho người ta để người ta ăn, mình làm hành tỏi đồ thơm thơm cho người ta, để người ta ăn đi, dẫn dắt đi vô từ từ, rồi mình mua hình giống như con vật đồ chay, mình nấu cho người ta ăn. Nó như thế này, nhà Đức chiên trong chùa, nhà Đức cũng chiên cánh gà chiên nước mắm chay nè. Nó chút rồi cắt ra ở dưới xà lách lót, rồi cà chua xung quanh, để cánh gà nguyên cánh gì, nguyên cánh gà gì, nhà Đức cắt ra là làm bốn, để nguyên vẹn cánh gà này lại, sắp 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 theo ngay theo cái dĩa. Nếu nhà gì mà có cái dĩa gì, dĩa đồ ăn gì, thêm dĩa xào rau muống xào, hoặc là thêm chén nước tương, rồi tô canh bí, thì đúng là món đồ chay ăn phong phú. Thêm hai ba trái chuối, thấy không, chuối, hai ba trái chuối nữa không rồi ly sữa đậu nành hay chai sữa đậu nành, vì thấy thì sắp ra một món đồ ăn gia đình, món đồ chay rất phong phú, ăn rất là ngon. Trước khi ăn cơm thì ăn cơm niệm Phật 10 câu, rồi khi ăn cơm mà ví dụ như bắt niệm Phật hay bắt Như Đức giảng bài pháp, rút thời gian lại, gia đình được nghe pháp, ăn cơm xong niệm Phật 10 câu kết thúc, đúng là một buổi ăn gia đình vô cùng hạnh phúc, có hương vị Phật pháp, rồi cái pháp vị để tu tập. Vì thấy những điều như chia sẻ vì làm được mà, nếu mà đủ duyên vậy đây đúng là một gia đình đặc biệt hạnh phúc, quá tuyệt vời. Còn nếu không mà không thuận tiện thì chúng ta cứ tự làm cá nhân, đừng bắt buộc người khác. Nên là những cái đoạn quay mà từ hôm nay những Đức nấu ăn á, những Đức sẽ quay để cho vị coi, để chúng ta thầy trò học đạo chung. Mỗi lần mà cái gì mà những Đức mà làm thì những Đức cũng đem Phật pháp áp dụng trong công việc làm, để quý vị ta thấy thầy giảng câu Phật hiệu pháp môn Tịnh Độ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Những Đức làm cho quý vị thấy đó, quý vị thấy rõ ràng câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây chỉ có 2, 4, 6, những Đức là 7 người thôi, với còn ai không? Hoa nữa, 8 người. 8 người nấu cho khoảng cỡ 600 người bạn. Sao hơn 600 người ăn. Quá xứng đáng quý vị. Vì tính ra người làm công quả này đi, bây giờ 600 người, hơn 600 người mà mấy người này nấu, thì một mình họ lo cho gần 100 người. Vì thấy xứng đáng không? Quá xứng đáng. Nên cái làm việc nó phải đông người mà thành công, mà làm biết tính nó mới thành công. Biết tính toán thì khỏe lắm, làm cũng khỏe lắm quý vị. Có nhiều người nói ô, có mấy người mà nấu cho 600-700 người ăn chứ cực lắm, ta không có cực, chỉ cần biết sắp xếp. Nên ban đầu thì lụp chụp chứ nấu quen rồi là đặc biệt dễ nó, không có gì phải khó khăn, đúng không? Nên để chiều nay thứ bảy nha Đức coi nấu món gì đãi quý vị nghe. Chiều thứ bảy lại sớm sớm nha quý vị. Ai với đào phần à, chúng ta chuẩn bị với cánh gà cho để nhiều chuyện chú khác chết mồ. Con nói chuyện nhiều chuyện chút khác, làm nhiều chuyện nhiều điều khác, vợ đứa quýnh chết một. Còn trong chùa thì mấy bà già bà cầm cây bà dược chạy tôi dù dù bụng không. Chú Tâm Duyên quay phim nói thấy đó bụng quá. Tôi nhớ là khi mà mình ăn chay á, người từ từ dễ tính lại, cũng ít buồn giận ta lâu. Nó rõ ra là ăn chay nó dịu cái tâm. Rồi khi ăn chay là tâm đã dịu rồi, máu tốt.
Con người có bệnh đau nhưng vẫn khỏe bình thường. Tại vì cái tâm mình nó dịu. Nên cơ thể có bệnh đau vẫn bình thường, không có gì. Nhìn mình cũng không có xuống sắc gì mấy. Như Đức mà tính ra gần 2 tháng nay ho. Ho hen dữ lắm nhưng mà không xuống. Làm việc bình thường luôn. Là do tâm trạng thoải mái. Ngày xưa tính tình sân si đó, nên con người nó già trước tuổi. Nên người mà muốn mình mà giống như cái thời gian mà trẻ lâu chậm già là mình phải vui vẻ. Giống như một loài hoa vậy. Nó tươi, nó đẹp là do gì? Giống như hoa vui. Chứ hoa mà buồn là giống hoa tàn vậy thôi, đúng không? Nên con người mà ăn chay là mình không ăn thịt chúng sanh. Con người mà thường ăn máu huyết là người tính tình nóng giận. Con người mình gặp máu là mình thấy mình hơi sợ. Thì biết người mình nó hiền. Còn con người mà khi người ta khát máu, người ta gặp máu giống như người ta hung sùng dữ dằn lắm. Nên những cái người mà ăn mặn mà ta ăn tiết canh rồi. Tiết canh dịch ta đổ lên, ta ăn sốc. Ta ăn với cái tính tình nó nóng giận sân si. Có những người mà ta bắt con khỉ mà ta bỏ cái đầu nó vô trong một cái lỗ. Rồi ta lấy dao ta chém ngang cái sọ. Ta nặng chanh muối vô. Ta ăn sốc. Ăn cái lọ, ăn cái thứ đó giết nó tính tình nó săn hẳn khó chịu, bực dọc. Nên có những người ta uống rượu mà ta ngâm mấy con bụi củi, cả trăm con, hoặc ngâm cá gà, uống giết con người săn hẳn khó tính. Tại quán nghiệp chúng sanh nó đeo đặt, làm mình săn si khó chịu. Những đứa cũng là từ người từ ăn mặn, ăn thịt uống rượu mà, nên biết tính tình săn hẳn. Còn khi mà mình ăn chay, người nó dịu tâm. Nên cái ăn chay rất quan trọng. Không thiếu chất dinh dưỡng nó bị thấy. Thì đứa ăn chay mà cái bụng như đứa có nhỏ luôn hơn bà bầu. Thấy chưa? Người mập mạp đang quen. Có ngực luôn bộ dáng. Đâu ốm gì đâu. Ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng. Ăn chay nó giúp cho mình tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái. Mà lại thông minh nghe, làm được nhiều việc. Nên ai nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng là do cái tâm người đó không biết. Với ăn chay là mình không có ăn thịt ông bà cha mẹ của mình. Phật nói trong kinh mà tứ sanh phụ mẫu. Nếu mình ăn thịt chúng sanh là ăn thịt ông bà cha mẹ mình. Vì ông bà cha mẹ mình cũng vì mình mà sát sanh hại vật. Rồi cuối cùng cũng chịu cảnh đọa lạc làm súc sanh. Mình bây giờ được tái sinh làm người, mình ăn thịt súc sanh. Mình không biết đó là ông bà cha mẹ của mình. Nên từ nơi đó mà chúng ta ăn chay là chữ dưỡng lòng từ. Ăn chay là một cái hành động thật sự sám hối. Dừng sát là thật sự sám hối. Quý vị tập ăn chay từ từ. Nên chữ dưỡng lòng từ đi. Mình cứ nghĩ mình ăn thịt chúng sanh mà cuối cùng mình phải chịu cảnh trả mạng cho nó. Giống như thiếu tiền thì trả tiền, thiếu tình thì trả tình, thiếu mạng thì trả mạng, thiếu cái gì thì trả nấy. Trong cuộc đời chúng ta gặp ở cõi này thuận nghịch là do gì? Chúng ta đã dai thì giờ chúng ta phải trả. Nên như Đức thường nói rằng thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Tại sao có những người ta gặp mình là ta thương, có những người ta gặp mình ta chửi mình. Tại mình đã gieo cái nhăn thuận nghịch với người ta. Như vậy thấy một buổi nấu ăn mà chúng ta cũng truyền tải Phật Pháp, cũng làm việc được luôn. Cho Phật tử cũng coi được những công đoạn quan trọng. Đây là cái rất quan trọng. Khi đây là xác thực nhất. Để đem Phật Pháp áp dụng cho cuộc sống hàng ngày luôn cho quý vị coi. Niêm cái xót nước nước mắm nghe vị, mắm đường với miếng bột ngọt vô, mắm đường miếng bột ngọt vô với nước mắm sẽ hơi điều lên để mình làm cho cánh gà chiên mắm thơm. Mà nãy nha Đức chiên nãy là sẽ phân làm hai này, như hồi xưa là mình không có đường, không có bột ngọt, chỉ có đường, đúng không? Mắm đường. Làm thì nước mắm này cũng ngon nè. Nước mắm chay Việt Long. Cũng ngon. Làm bánh gà chiên nước mắm này thì càng nước mắm nó ngon một chút. Nhưng khéo làm măng cát luôn. Này cái gà chiên nước mắm thì phải ngọt.
Tại vì nãy kêu mình ướp rồi. Anh Trúc mình phi miếng nấm cho nó thơm rồi xong mình đổ nó vô. Với dầu nó bụng có bốc rồi mình đổ cái gà vô mình sơ sơ nhanh. Giờ mấy cô lấy hai đôi đũa, quậy cho tan đường. Đây là nước sốt để làm món cánh gà chay nước mắm nghe đi. Khi nhà Đức mà nấu ăn á, thấy coi đi. Một cái chảo nhà Đức sẽ dùng nhiều lần là do gì không bị khét. Xong cái này làm xong thì Đức xào được xào luôn. Thấy coi đâu có rửa chà đồ gì đâu. Tại vì khi mình rửa đồ mình sẽ biết được người ta rửa đồ cực. Khi mình nấu ăn mình cũng không có tùy tiện bỏ đồ dơ. Khi mình bỏ đồ dơ ra người ta rửa cũng cực. Mà nó hao con người. Là hao sức lực á, không cần thiết. Nên ngày xưa nhà Đức ngủ bếp là từ chùi nồi cực khổ mà đứng lên. Nên nhà Đức cảm giác được cái chùi nồi như sao, cực như sao. Rửa chén, lỡ tay chân, mình biết được cái rửa chén cực như sao. Nên bản thân mình làm không có dám mà bỏ đại đồ dơ cho người ta rửa. Đấy. Cho nước miếng nước mắm nè, cho nước mắm đang ấy. Nấu ăn phải là nhiều món mà dọn cho người ta mà ăn ngon đâu. Mà thà là món nào ra món nấy. Nó còn hơn là nấu nhiều món dọn cho người ta. Đổ cái gà vô mấy con. Rồi lấy chén mắm nó ra đi. Cái này là phải sơ nhanh để cho nó thấm nước mắm á. Nếu mình không thơ nha, sơ nhanh thì nó gút mấy nó mắm hết trơn, cái cánh gà kia không có. Muốn làm cánh gà chiên nước mắm ngon thì phải ướp gia vị cho nó phù hợp. Cánh gà bóng. Còn nếu không người ta không biết làm là khô khan lắm. Tại vì cánh gà chiên nước mắm quan trọng là đường thôi. Nếu mà không đủ đường thì nó sẽ đâu có bóng cánh gà đâu. Thiếu gia vị nên nó khô khan. Ngày xưa nấu ăn người ta biết được, khi ta nhìn món đồ ăn người ta biết thiếu cái gì. Tại vì nó thiếu cái gì là nó sẽ khô khan. Tuy sơ bình thường vậy đó, nhưng mà nhiều người người ta sơ bể chứ. Chắn vô mà không bể sao được. Tuy nhiên Đức sơ mạnh nhưng Đức biết cách sơ. Nhìn sơ vậy chứ không đơn giản, thầy xưa bị sư phụ chữ hoài. Vô mình sơ là mình sẹt ngang với mình. Mình ấy gì xong cái mình gạt ngang lại gì thì nó bể hết thôi. Cái này người ta sơn gì nè, cái tay người ta không? Nó nhẹ ngang, tuy nhìn thì thấy mạnh nhưng mà nó lại không trúng cánh gà. Rồi, nhắc qua múc xuống đi. Rồi giờ đồ ăn chúng ta sáng nay đã làm xong món cánh gà chiên nước mắm nha, gà chay. Rồi xong một món canh
phai lang với nấu với phai mỡ, đập đập nhừ, rồi thêm món hủ qua xào, ba món thôi, đơn giản gọn, với một nồi trà, nước trà, đại chúng uống tráng miệng nha, uống trà cho mát mẻ mà. Thì quý vị coi hơn 600 người, mấy người làm, vừa làm vừa tu vừa niệm Phật vừa giảng pháp luôn, nó bao nhiêu chuyện đều được hết. Giờ này vẫn thoải mái, chỉ ướt miếng mồ hôi chơi thôi, không đến nổi. Quý vị thấy câu Phật hiệu này có thể áp dụng trong cuộc sống đặc biệt quý vị, hay nó không làm mà thoải mái, thấy như Đức làm rất thoải mái, làm thoải mái xong rồi bếp núc sạch sẽ gọn ghẻ, dơ chỉ đúng một cái chảo, hai với cái chảo xào là hai cái một hai cái sạn nữa thôi, xong. Đó là cái nấu ăn mà khi bình tĩnh niệm Phật vui vẻ thì nấu nó cũng đỡ dơ đồ, không bị khét đồ. Đó là cái câu Phật hiệu hay lắm quý vị, nên áp dụng câu Phật hiệu trong cuộc sống của mình mọi lúc mọi nơi, nên áp dụng câu Phật hiệu nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.